Kính chào quý vị. Hiện nay, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang đặt vấn đề về việc tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nguyên nhân là trong thời gian vừa qua, số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đang gia tăng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi phải kỹ lưỡng và phải có loại vaccine phù hợp. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo khi trẻ chưa được tiêm vaccine, nếu không thực sự cần thiết thì cha mẹ và người lớn cần tránh cho trẻ ra đường. Liên quan đến việc đi lại của trẻ khi một số thành phố mở cửa trở lại, đại diện Bộ Y tế cho hay nếu bắt buộc phải ra đường, trẻ dưới 18 tuổi cần tuân thủ nguyên tắc 5K. Về chủ trương tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng hướng dẫn liên quan việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 17 tuổi. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, giai đoạn này phụ huynh không nên nôn nóng vượt rào để tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ. Vaccine phòng COVID-19 có thời gian nghiên cứu khá nhanh và vẫn còn khá mới, do đó việc tiêm chủng cho trẻ em cần được cân nhắc thận trọng. Trong lúc chờ con em mình được tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19, các bậc cha mẹ nên nắm rõ một số biện pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ kết hợp với các biện pháp phòng chống dịch bệnh được Bộ Y tế khuyến cáo. Hãy cùng theo dõi một số hướng dẫn sau. Về chế độ dinh dưỡng, đối với các bé sơ sinh, bé cần bú thật nhiều sữa mẹ. Những dưỡng chất trong sữa mẹ có thể chống lại sự nhiễm trùng và nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ hiệu quả. Đối với trẻ lớn hơn, cần uống đủ nước, ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm. Đặc biệt, có thể tăng cường các thực phẩm giàu kẽm như tôm, cua, gan động vật, thịt bò, ngũ cốc. Và bổ sung các loại rau củ, hoa quả chứa nhiều vitamin C, E giúp tăng cường hệ miễn dịch, nhuận tràng, tránh táo bón ở trẻ. Biện pháp bảo vệ sức khỏe: giữ môi trường sống sạch sẽ, mở cửa sổ vào ban ngày để đón gió và nắng ấm cho bé. Người lớn tuyệt đối không hút thuốc lá để tránh nguy cơ trẻ bị nhiễm khói thuốc, gây hại sức khỏe. Ngoài ra, trẻ em cần vệ sinh thân thể, tập thể dục, đảm bảo giấc ngủ để củng cố, cải thiện sức đề kháng của trẻ. Thưa quý vị, việc trang bị cho trẻ những hiểu biết và kỹ năng phòng tránh dịch bệnh COVID-19 là vô cùng cần thiết. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng nghe phần tư vấn của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Y học Gia đình và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng, Đại học Y Hà Nội, tư vấn về việc hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ mình, cách chuẩn bị tâm lý, phối hợp với bác sĩ điều trị nếu mắc COVID-19. Thưa bác sĩ, đối tượng trẻ em khi mà mắc phải SARS-CoV-2 thì cái điều đầu tiên thực hiện đối với đối tượng này là như thế nào? Việc chăm sóc trẻ em mà mắc COVID-19 ấy, thì nó sẽ khó khăn hơn các cái đối tượng khác. Bởi vì chúng ta biết ấy, một là những mà trẻ em nhưng mà những cháu lớn, các cháu tự lập được ấy, thì cháu có thể thực hiện nghe theo lời, nghe theo hướng dẫn của chúng ta được. Tuy nhiên với những cháu rất nhỏ ấy, thì rất là khó khăn. Cháu sợ hãi tự dưng là cách ly khỏi bố mẹ, người thân, xong ở xung quanh là một môi trường mới. Toàn các cô các bác lạ là đã khóc rồi, khóc suốt ngày, khóc từ sáng đến tối, thì cái việc ý đã làm cho các cháu là kiệt sức. Đấy, thế cho việc là chăm sóc các cháu như thế lại phải đảm bảo một cái môi trường thân thiện, những người chăm sóc ấy cũng lại phải rất là khéo để dỗ được cho các cháu an tâm bình tĩnh. Bố mẹ thì sẽ không được ở ngay sát cạnh gần, thì cũng sẽ ở cạnh con bằng các cái phương thức truyền thông. Bây giờ có phương tiện thông tin. Cái khó thứ hai của trẻ con đấy là nó không ngồi yên được một chỗ. Nó rất là hiếu động, khi nó đỡ mệt, nếu mà nó nhẹ thì nó lại chạy nhảy tung tăng xung quanh. Đấy, thứ hai là những triệu chứng có thể lại là trở nặng, mà khó thở, mà cháu nó không nói được, nó không diễn tả được hoặc là khai được cho các cô các bác biết được sớm. Vậy thì nên chăng là các bố các mẹ các bậc phụ huynh có những cái gọi là động thái là rèn cho các con cái tư duy là có thể ngày nay ngày mai các con là sẽ phải vào những cái khu điều trị, hoặc là thậm chí sẽ phải tiếp xúc với những cô, những bác gọi là bác sĩ ở những cái khu đó. Cái điều này chắc hẳn là rất là cần thiết. Bác sĩ có thể nói thêm một chút được không ạ? Đấy, thì mình cũng khi mà các cháu còn nhận thức, còn biết được thì chúng ta nên hướng dẫn giải thích cho các con. Dù bây giờ chưa biết đâu, nhưng mà cũng phải dặn là con ơi, nếu mà một vài ngày sau nhỡ chẳng may có tình huống này xảy ra, thì tức như vậy là ta phải truyền thông cho con hiểu được kiến thức là nếu mà chẳng may con bị bệnh thì con phải làm như thế nào, con phải rửa tay thế nào. Tức là mình cũng lại phải dạy như là tập một cái kịch bản trước đấy ạ. Con đến cơ sở ý thì con sẽ mặc áo thế này, rửa tay thế này, đeo khẩu trang này, ăn thì phải tự động như thế này, theo dõi những cái gì, nếu thấy đau tức ở đâu, khó chịu ở đâu thì báo với ai,
Đấy, ví dụ như ở nhà thì bố mẹ ông bà các anh các chị lớn sẽ dạy cho các em nhau là như vậy. Nhưng một điều cũng rất là may mắn đấy là triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 ở trẻ con thường nhẹ hơn người lớn. Cũng có thể vì cái cơ thể trẻ con nó đang được tiêm phòng những cái vaccine khác rồi thì nó tạo ra một cái sức đề kháng miễn dịch khá là tốt. Cho nên là với các cháu nhỏ thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bản thân các cháu cũng tự tìm hiểu biết này để bảo vệ mình này, cộng với bố mẹ, ông bà, người lớn thì sẽ dạy cho các cháu biết cái cách tự bảo vệ mình, và lỡ may mà có bị nhiễm thì cũng hoàn toàn bình tĩnh, biết được là cần phải phối hợp với các cô chú bác sĩ điều trị như thế nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi cần tư vấn, hỗ trợ từ các bác sĩ, chuyên gia y tế, quý vị có thể tải và cài đặt ứng dụng VOV Bác sĩ 24 trên điện thoại di động. Tới đây, thời lượng dành cho tư vấn phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.